Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an vừa triệt phá đường dây cho vay nặng lãi qua ứng dụng trên điện thoại di động, hoạt động xuyên biên giới vào Việt Nam. Đây là tổ chức hoạt động phi pháp với quy mô lớn, đặc biệt là người tham gia vay tiền phải trả lãi suất hơn 2.000% một năm. Các đối tượng này lập ra một công ty công nghệ và sử dụng gần 300 ứng dụng cho vay tiền trên điện thoại di động như Vnđồng, Htien, Zđồng, Hvay. Ngoài ra còn liên kết với gần 200 cơ sở cầm đồ và công ty tài chính Phaitech để cung cấp các gói sản phẩm cho vay trị giá từ 2 đến 7 triệu đồng. đã có khoảng 159.000 khách hàng vay tiền qua các ứng dụng trên với tổng số tiền hơn 1.800 tỷ đồng, số tiền khách hàng đã trả nợ là 830 tỷ đồng, số tiền khách hàng bị phạt gần 10 tỷ đồng. Các đối tượng trong đường dây này hưởng lợi gần 323 tỷ đồng. Đường dây do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Lào Cai, bộ phận quản lý chung tại thành phố Hồ Chí Minh, bộ phận chi hộ và thu hộ tại Hà Nội. Riêng bộ phận nhắc nợ và thu hồi nợ đặt tại Lào Cai do ba đối tượng điều hành là Nguyễn Thị Hoài Thương, Trống Ngọc Phụng chú tại thành phố Hồ Chí Minh và Phạm Thị Huyền chú tại xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai.